Ổ điện sạc điện thoại V-Gear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện với thiết kế dạng vuông thông minh và tiết kiệm không gian, dây nối dễ dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng, đặc biệt có tính năng sạc điện thoại V-Gear VG02 và VG03 sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc, ưu đãi tặng cáp sạc đạt chuẩn FFI hoặc cáp bóc máy Samsung trị giá 100.000 cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đón xem video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ sáng thứ ba ngày 5 tháng 3. Trong video này chúng ta sẽ cùng điểm qua những diễn biến mới nhất vừa xảy ra trong ngày hôm qua tại Ukraine. Bắt đầu với tiền tuyến Adiska, cụ thể là ở khu định cư Berdychi nằm ở phía tây Stepove. Hôm nay chúng ta tiếp tục nhận được hai video nữa liên quan đến xe tăng Abram. Đầu tiên là video này, một chiếc M1150 ABV được sản xuất dựa trên khung gầm của M1 Abram đang bốc cháy. Trước đó thì đã có một chiếc M1150 khác đã bị phá hủy. Vậy đây là một điều khá kỳ lạ, vì nhiệm vụ của loại hình khí tài này không phải là ở tiền tuyến, không phải là để hỗ trợ cho bộ binh tấn công. Việc này cũng có thể mang hàm ý rằng quân đội Ukraine hiện giờ đã gần như là cạn kiệt tài nguyên, do đó họ đang buộc phải sử dụng đến những loại hình khí tài tối tân nhất được phương Tây viện trợ, dù rằng có hơi sai mục đích. Thêm nữa, chúng ta còn có một video khác, lần này là một chiếc Abram thực sự đã bị phá hủy. Tuy nhiên, video chỉ cho ta thấy phần sau khi nó dừng hoạt động và bị bỏ lại mà thôi. Phải nhắc lại một lần nữa, hiện tại quân đội Ukraine đang cố gắng giữ vững phòng tuyến này lâu nhất có thể. Khu vực này hiện đang được phụ trách bởi hai lữ đoàn là lữ đoàn cơ giới hóa số 47 và 61. Điều quan trọng nhất ở đây là họ đang sử dụng hầu hết các loại vũ khí hiện đại nhất từ phương Tây như Bradley, Stryker và cả xe tăng Abram chỉ với một mục đích là phòng vệ. Ý của mình ở đây chính là phòng tuyến này. Rõ ràng, những bức hình và video liên quan đến xe tăng Abram bị phá hủy sẽ hủy hoại uy tín của khí tài phương Tây. Nhưng hiện tại thì cả họ và Ukraine đều không còn lựa chọn nào khác khi buộc phải sử dụng chúng chỉ với một mục đích duy nhất là kìm chân người Nga. Đối với báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga thì chỉ trong hôm qua tại tiền tuyến này, quân đội Ukraine đã tổn thất 460 quân binh. Đối với thế trận hiện tại, quân đội Nga hiện giờ vẫn chưa thể chiếm đóng hoàn toàn Chernivtsi và chỉ mới kiểm soát được khu vực phía đông nam mà thôi. Ở Olivka cũng là tương tự khi mà người Nga mới chỉ giành lấy được một nửa khu định cư và tương tự như vậy với Berdychi. Vậy ta có thể đưa ra kết luận rằng với 460 quân binh thiệt mạng thì hàng tá xe bọc thép đã bị phá hủy như Bradley, Stryker hay Abram thì quân đội Ukraine đã thành công cầm chân được người Nga. Nhưng tài nguyên của họ thì không phải là vô hạn. Nó đang cạn kiệt với tốc độ rất nhanh, do đó khiến cho họ liên tục phải tổ chức các đợt huy động. Tuy nhiên, việc này lại dẫn đến một hậu quả khác là chất lượng quân binh Ukraine đang ngày càng tệ đi. Những người này chỉ có từ 2 đến 3 tuần để được đào tạo trước khi họ được đưa đến các chiến trường điển hình như Adiska. Và ai mà biết họ có thể chiến đấu trong bao lâu. Có thể họ sẽ ngăn cản được người Nga trong vài ngày, nhưng cũng có thể chỉ vài giờ, thậm chí là vài phút. Chúng ta nhận được một video cho thấy quân đội Nga sử dụng bom FAB công kích vào Ocheretine. Theo như mình nhớ thì đây là lần đầu tiên chúng ta có video liên quan đến bom FAB ở khu định cư này. Nếu mình nhớ nhầm thì hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé. Nhưng mình đã nhắc khá nhiều lần trong các video trước, Ocheretine là khu định cư nằm trên một ngọn đồi. Và giờ thì quân đội Nga đang dịch chuyển dần hỏa lực và phạm vi đánh bom của họ đến đây. Đây là một điều rất quan trọng mà ta cần phải để tâm. Tiếp theo, quân đội Nga đưa lên thêm một vài thông tin về các đợt công kích gần đây của họ nhắm vào Bokhorod và Mykolaiv. Có rất nhiều các công trình cao tầng ở hai thành phố này. Do đó, chúng được quân đội Ukraine tận dụng để làm các điểm đóng quân trước khi điều phối họ đến Adiska. Sớm hay muộn thì trận chiến ở tiền tuyến Adiska cũng sẽ kết thúc và khả năng cao là phần thắng sẽ nghiêng về người Nga. Di chuyển đến Krasnohorivka, các mapper lại tiếp tục cập nhật hệ thống bản đồ của họ cho thấy quân đội Nga đã chiếm thêm một vài con phố nữa. Phạm vi mình vạch ra có thể chính là những gì mà người Nga giành được trong những ngày vừa rồi. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh rằng chúng ta chưa có bất kỳ video xác minh nào được đưa lên. Có một video duy nhất ở đây nhưng nó là từ một quân binh Ukraine. Anh ta chia sẻ rằng tình hình đang hết sức nguy cấp. Quân Nga đang tiến công một cách quá nhanh và mạnh, do đó họ không có đủ khả năng để phòng thủ. Rất nhiều đồng đội của anh chàng này đã nằm xuống. Những cuộc giao tranh thì vẫn tiếp tục và người Nga thì chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Vậy hãy tiếp tục chờ đợi, vì nếu những gì mà quân binh Ukraine này nói là đúng thì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ nhận được các video xác mình. Một vấn đề nữa đối với Ukraine, hiện tại là họ đang buộc phải sử dụng những lữ đoàn tinh nhuệ nhất chỉ để phòng thủ, điển hình như là lữ đoàn cơ giới hóa số 47 và lữ đoàn tấn công Azov số 3. Đối với Helrivka, có nhiều nguồn tin cho biết quân đội Nga hiện đã chiếm được thêm một vùng lãnh thổ như thế này, nhưng chúng ta chưa có video xác mình. Ở khu vực phía Tây, một kho đạn được quân đội Ukraine sử dụng để đưa dần ra tiền tuyến đã bị phá hủy bằng một phát bắn từ đạn pháo Krasnopol. Nhắc đến nó, Krasnopol, trong hôm nay người Nga đã đưa lên rất nhiều video liên quan đến nó.
di chuyển đến Novomykhailivka. Cách đây vài ngày, chúng ta đã nhận được tin tức về việc quân đội Nga chiếm đóng hoàn toàn khu vực nông trại ở phía nam khu định cư, thành công vẫy lá cờ của họ, và video này thì ta cũng đã thảo luận rồi. Đến hôm nay thì tiếp tục có một video nữa nằm sâu hơn về trung tâm khu định cư và cũng có sự xuất hiện của lá cờ đến từ người Nga. Như bạn có thể thấy, ở đằng xa trong video chính là nhà thờ và nó nằm ở đây trên bản đồ. Có một điều mà mình sẽ cần giải thích để giúp bạn hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại. Cả hai video cho chúng ta thấy lá cờ của quân đội Nga, họ đều thực hiện chúng ở bên trong một công sự hoặc một căn hầm nào đó, chứ không dám đi ra bên ngoài một cách thoải mái. Tức là, dù rằng khu vực đó đang nằm trong tầm kiểm soát của họ, nhưng quân đội Ukraine thì cũng cách đó không quá xa. Người đăng tải video này nói là quân đội Nga đã chiếm đóng hoàn toàn khu vực phía nam và phía tây nhà thờ, còn khu vực phía bắc và phía tây thì nó lại thuộc về quân đội Ukraine. Tổng kết lại thì Novomykhailivka hiện giờ đã bị chia làm hai phần. Quân đội Nga đang tiến công một cách cực kỳ chậm rãi và cẩn thận. Vẫn còn rất nhiều thứ mà họ cần phải làm. Máy bay không người lái của kẻ địch luôn luôn chờ trực để có thể tấn công bất cứ lúc nào. Di chuyển đến Robotyne, quân đội Nga đưa lên một video cho thấy họ dội hỏa lực vào khu vực phía nam khu định cư. Vậy có vẻ như là họ đã buộc phải lùi về những tuyến chiến hào nằm ở ngoại ô khu định cư. Tuy nhiên, ở điều ngược lại thì quân đội Ukraine cũng chưa đưa lên bất kỳ video gì để xác nhận quyền kiểm soát của họ. Điều duy nhất mà chúng ta biết rõ ở khu vực này là trong 48 giờ qua, quân đội Nga tổ chức rất nhiều đợt dội hỏa lực nhắm vào các điểm đóng quân của quân đội Ukraine tại khu vực cánh đồng cũng như ở Malatomaska. Do đó, ta có thể đưa ra kết luận rằng, có thể đợt tấn công của quân đội Nga nhắm vào Robotyne trong những ngày qua, mục tiêu chính của họ không phải là để giành lại khu định cư, mà là để ép cho quân đội Ukraine buộc phải điều phối chi viện, hay nói đơn giản là tự làm lộ vị trí. Và đúng là như vậy, người Ukraine không có cách nào khác phải xuất đầu lộ diện. Do đó, quân đội Nga những ngày qua đã thu thập được rất nhiều thông tin liên quan đến các vị trí của kẻ địch và hiện tại họ đang đơn giản là dội thẳng hỏa lực vào những gì mà mình phát hiện được. Tin tức cuối cùng ở mặt trận này, quân đội Nga thông báo về một đợt tấn công trong hôm qua nhắm vào Dnipro. Họ đã thành công phá hủy một vài thiết bị tác chiến điện tử, có thể đã gây ra rất nhiều rắc rối lên quân đội Ukraine. Di chuyển đến Bakhmut, các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra ở Ivanovsk. Nhiều nguồn tin cho biết quân đội Nga hiện đã kiểm soát được khu vực phía đông và phía nam ngôi làng. Nhưng chúng ta chưa nhận được bất kỳ video xác minh nào. Như mình đã nói tương đối nhiều trong các bản cập nhật lần trước, ngọn đồi ở tây bắc khu định cư hiện vẫn đang thuộc quyền nắm giữ của quân đội Ukraine. Do đó, người Ukraine có thể phóng hỏa lực và tầm nhìn ra toàn bộ Ivanovsk một cách rất dễ dàng, khiến cho quân đội Nga đến giờ vẫn chưa có khả năng tiến sâu hơn về phía tây. Vậy nên, giờ người ta đang chuyển dịch mũi tấn công của họ xuống phía nam và tây nam. Nếu như thành công chiếm được khu vực nông trại này, họ sẽ mở ra một cung đường tấn công an toàn thông qua khu rừng dẫn đến tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine tại mặt trận này. Đồng nghĩa với khả năng điều phối quân binh của lực lượng Ukraine đến Klitschka sẽ bị cắt đứt và tỷ lệ rất cao, những khu định cư ở dưới này lúc đó sẽ tự động sụp đổ. Nhắc đến Klitschka thì chúng ta cũng có một video ở đây. Quân đội Nga phát hiện một hệ thống pháo tự hành Kras của Ba Lan và đã thành công tiêu diệt nó. Tuy nhiên, mình chưa thể nhìn ra loại vũ khí mà họ sử dụng là gì. Có thể là đạn pháo Krasnopol. Trong 24 giờ qua thì người Nga cũng đã thực hiện rất nhiều đợt phản pháo kích. Ví dụ như trong video này, họ đã thành công phát hiện một hệ thống pháo binh của quân đội Ukraine tại hàng cây, sau đó tiêu diệt nó bằng đạn pháo Krasnopol. Chúng ta còn vài video nữa liên quan đến Krasnopol ở mặt trận Sivers. Ví dụ như là video này ở khu vực Sviatoporoske, khi một hệ thống pháo binh nữa cũng đã bị phá hủy. Video tiếp theo được ghi nhận ở cung đường giao thông dẫn về Bilohorivka. Người Nga đang cố gắng kiểm soát tuyến đường này 24/7 vì nó là cung đường chính mà quân đội Ukraine sử dụng để điều phối lực lượng về khu định cư. Đối với Bilohorivka, có nguồn tin cho biết quân đội Nga thành công tiến sâu hơn về khu vực trung tâm khu định cư, nhưng cũng có các kênh tin Ukraine cho rằng quân đội của họ đã thành công đẩy lùi kẻ địch. Vậy rất khó để hiểu điều gì đang thực sự xảy ra ở khu định cư này. Như mình đã nói, ở đây có một bãi đổ rác ở phía nam, còn một ngọn đồi ở phía tây, do đó sẽ rất dễ dàng cho quân đội Ukraine để có thể phòng thủ. Còn đối với quân đội Nga thì là rất khó để họ có thể tiến công một cách trực diện như hiện tại. Không có quá nhiều tin tức mới ở tiền tuyến Kupian, chỉ có một vài video vẫn là liên quan đến đạn pháo Krasnopol, khi một hệ thống pháo binh nữa của quân đội Ukraine đã bị phá hủy tại phía tây Brestove. Trong các bản cập nhật lần trước, chúng ta đều đồng tình rằng quân đội Nga đang ở trong giai đoạn tạm dừng các hoạt động quân sự, nhưng có vẻ đến hôm nay thì việc này đã kết thúc do người Nga đã kích hoạt các đợt tấn công trở lại với giai đoạn đầu tiên chính là đàn áp các lực lượng pháo binh của kẻ địch. Vậy cần phải chờ cho đến khi giai đoạn này qua đi, lúc đó thì chúng ta mới có khả năng được chứng kiến những đợt đẩy trực diện từ người Nga. Di chuyển đến Kharkov, chúng ta có một tin tức chú ý từ khu định cư nằm ở phía đông có tên Vyskovatka.
đây là một đợt dội hỏa lực bằng bom FPV. Theo như mình quan sát thì có khoảng 5 tới 6 quả FPV 500 đã chạm đất với khoảng cách tương đối gần nhau. Vậy bạn có thể thắc mắc, thế thì video này có gì chú ý và quan trọng? Vậy thì mình sẽ giải thích ngay bây giờ. Đo từ khu định cư này đến biên giới giữa hai nước, chiều dài đã lên tới 66 km và nó cũng nằm trong khoảng cách tối đa mà một quả bom FPV có thể được phóng đi. Vậy trường hợp đầu tiên là người Nga đã tiến hành đợt tấn công này ở ngay biên giới, còn trường hợp thứ hai là họ đã nâng cấp bom FPV để nó có thể bay được xa hơn, tức là khoảng 130 km chẳng hạn. Vì đây mới là khoảng cách an toàn để tránh khỏi phòng không Ukraine. Trong tháng 1 và tháng 2, như mình đã nói trong bản cập nhật lần trước, quân đội Ukraine đã tập hợp rất nhiều hệ thống pháo binh và phòng không ở khu vực lân cận Lipsy. Và sự kiện nổi bật nhất trong những thời điểm này chính là họ đã bắn hạ chiếc máy bay vận tải quân sự IL-76, lúc đó đang chở theo tù binh của chính đất nước mình. Cũng trong khoảng thời gian này, chúng ta nhận được nhiều tin tức ở Lipsy, cho biết khu định cư hiện tại đang phải chịu hỏa lực rất nặng nề và quân đội Nga đã thành công phá hủy vài hệ thống phòng không Patriot cùng với Aristi. Vậy ta có thể đưa ra kết luận rằng, nếu như không phải là người Nga đã tạo ra một loại hình bom FPV mới với tầm hoạt động lanh quanh khoảng 150 km, thì tình hình lúc này còn tệ hơn cho quân đội Ukraine, vì khả năng rất cao là quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn khả năng phòng không của họ xung quanh khu vực Kharkov. Hãy nhìn lại đợt tấn công bằng bom FPV này một lần nữa. Không phải là ở Lipsy, cũng không phải là ở Kharkov, mà là một khu định cư nằm đằng sau Kharkov, tức là chúng ta đang được chứng kiến sự biến mất hoàn toàn của phòng không Ukraine tại thành phố này. Đây rõ ràng là một tin chẳng mấy vui vẻ gì đối với người Ukraine. Còn ở phía còn lại, nếu như quân đội Nga đã thành công chiếm ưu thế không phận tuyệt đối ở khu vực này, thì đây chính xác đã là thời điểm những chiến dịch trên mặt đất của họ nên được kích hoạt. Giờ nếu như họ đã sử dụng được bom FPV như thế này, không gặp phải sự cản trở của bất kỳ hệ thống phòng không nào mà lại còn ở phía sau Kharkov, thì mình chắc chắn số ngày còn lại của khu vực này là không nhiều. Một tin tức khác, quân đội Ukraine đã hoàn tất quá trình huy động lực lượng trong tháng 2. Theo như thông tin thì đã có hơn 47.000 quân binh mới được kết nạp và hầu hết họ đến từ vùng Postava. Đây là khu vực nằm rất gần với biên giới nước Nga. Tức là chính quyền Kiev đã đặt mục tiêu là huy động những người ở vùng mà có khả năng là họ sẽ đánh mất chúng trong chiến dịch tấn công của quân đội Nga. Câu hỏi của chúng ta sẽ là liệu chất lượng của 47.000 quân này sẽ là bao nhiêu? Vì hiện tại quân đội Ukraine đang đánh mất những lữ đoàn tinh nhuệ nhất của họ như cơ giới hóa số 47 và Azov số 3 ở Ariska. Họ đang thay thế những đơn vị này bằng những người lính mới với kinh nghiệm chiến trường bằng một con số không chuẩn chính. Theo mình thì khả năng những quân binh mới khi ra chiến tuyến chắc chỉ sống sót được hơn một tháng là cao nhất. Chất lượng của những quân binh mới được kết nạp ở Ukraine đến giờ vẫn đang là một dấu chấm hỏi. Các tin tức liên quan đến việc Ba Lan phong tỏa biên giới vẫn đang tiếp tục được đưa lên. Vấn đề ở đây là chính quyền Ba Lan đang không chỉ cấm các mặt hàng được lưu thông mà họ còn chặn đứng luôn cả các gói viện trợ được gửi đến Ukraine từ phương Tây. Đây không phải là điều mà một đồng minh nên làm. Đối với mặt trận Kherson, quân đội Nga đã phát hiện ra một tổ hợp tên lửa Buzz của quân đội Ukraine bằng drone ở khu vực lân cận khu định cư Kolyareve, sau đó phá hủy nó bằng các đợt công kích tên lửa đạn đạo. Những ngày qua, quân đội Ukraine đã tăng cường sự chú ý của họ nhắm vào bán đảo Crimea. Chỉ trong hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng có tới 38 chiếc máy bay không người lái nữa đã bị phòng không Nga bắn hạ. Mình sẽ xin nhắc lại rằng chỉ cách đây vài hôm thì quân đội Ukraine cũng đã thực hiện một đợt tấn công với tiêm kích MiG-29 và tên lửa Storm Shadow. Vậy họ đang muốn làm quá tải phòng không Nga. Những đợt công kích như thế này chắc chắn chưa phải là cuối cùng. Vậy hãy cùng chờ đợi xem liệu quân đội Nga có đủ khả năng để chống đỡ trong dài hạn hay họ chỉ trụ vững được trong vài ngày ngắn ngủi mà thôi. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.